Xin chào mọi người, thì hôm nay mình lại nhận thêm được một đơn hàng nữa nè mọi người, để mình mở ra cho mọi người xem nha. Thì mình thấy cái đôi dép này nè, giá nó cũng rẻ nhưng mà mình thấy cái kiểu dáng nó cũng đẹp á mọi người, cho nên là mình mua thử về mình mang luôn. Có đủ size lắm, size nhỏ nhất là size 35. Thì cái chân mình nó cũng hơi nhỏ cho nên là mình mua cái size này là size cũng 35 luôn á. Thường thường thì mình mang đôi dép bình thường là size 38 nhưng mà mình thấy cái đôi dép này á có vẻ như là cái size nó sẽ bự hơn so với bình thường, cho nên là mình đã mua cái size nhỏ nhất. Bây giờ mình mở ra nha. Đôi dép này kiểu như quai hậu á mọi người, nhưng mà nhìn thấy cũng đẹp lắm. Mình đợt trước mình đi shop mình mua quần áo á thì mình đã thấy đôi dép này rồi, mà người ta chỉ có size 38 39 à, mà mình mang rộng chân à, rộng dữ lắm, mà người ta bán tới 90.000 vậy á. Còn cái này mình mua chỉ với giá là 54.000 nè, mà là như là 55.000 á. Ôi thấy nhỏ quá mọi người. À, mua dép rồi shop còn tặng cho mình thêm bao lì xì nữa nè, tặng cho mình 5 cái bao lì xì. Shop cũng dễ thương nha. Rồi mình để đây thì bao lì xì cũng đẹp. Đây mình mua size 35. Mình là con trai nhưng mà chân hơi nhỏ quá à. Đây đôi dép của chúng ta đây mọi người. Đây là cái tên tên của nó nè. À dép này mình tưởng đâu là người ta dán keo, nhưng mà thật chắc là người ta có những cái này nè. Mình nghĩ là mình thấy là đôi dép nào mà có những cái này nè là đeo sẽ bền nha, bền so với mà dán keo. Còn mà nếu mà cái quai mà như vậy mà dán keo á là nó dễ sứt dữ lắm. Dép này quai ngang nhưng mà thiết kế kiểu này thì mình thấy cũng đẹp đấy. Đó mọi người, nhìn cái có họa tiết này kia rồi nhìn cũng đẹp nha. Đó mọi người thấy không, mình để cho mọi người xem nè. Mua chỉ 55 ngàn thôi, nhưng mà mình thấy ở ngoài là không có bán nha. Mình thấy chỉ có ở trên Lazada hay là Shopee thì có bán thôi. Mình sẽ để nếu mà mọi người muốn mua đôi dép này á thì mình sẽ để link phía bên phần mô tả, mọi người bấm vào đó mọi người mua nha. Rồi thì tổng thể của chiếc dép cũng chỉ như thế thôi mọi người. Đó, để mình quay qua một vòng cho mọi người xem. Đây. Rồi, mình xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.